Ok và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ chơi con nhân vật có tên là Darth Vader các bạn nhé. Và nhân vật này thì có đặc điểm là cộng 30 Force, cộng 15 Dark Slide. Mình còn chưa biết cái Force này, cái Dark Slide này nó cập nhật là có cái chức năng gì đây. Nên là mình đang chơi để tìm hiểu xem nó có cái gì thú vị đây. Cộng 10 máu này, cộng 6 giáp. Nhược điểm là bị trừ đi 30% Attack Speed, trừ đi 20 Speed. Tức là con này cực kỳ chậm này, con này chơi siêu chậm luôn. Vũ khí mình sử dụng sẽ là cái Forkbot, cái bàn tay đẩy à. Cái này thì sử dụng 5% dam từ cái Fork. Và cái Fork kia là mình chưa biết là cái gì cơ, nên là thử chơi tìm hiểu xem nó như thế nào nhé các bạn nhé. Lần này thì mình sẽ vẫn chơi đen giờ năm đương nhiên rồi. Trước khi video hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh. Đừng quên comment xuống phần bình luận về những dùng kế tiếp mà các bạn muốn xem nhé. Let's go. Ui, con nhân vật này nghe tên ảo thế nhở. Ui, ui, đẩy dã man thế. Ui, 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 áo vậy, áo vậy, áo ma thật đấy. Hèn, cái này không phải cái vũ khí này đúng không? Không mua, mình sẽ mua cái vũ khí của cái con này là cái này là tên là gì nhỉ? Fork Boots, Tony, tìm cái fork này cho nào. Đây, bàn tay đẩy đây. Cái này thì đam nguyên tố này, đam nguyên tố thử mua cả hai cái này xem nào, xem hai cái này cái nào thú vị nào, chơi thử luôn xem nào. À, một cái thì đẩy ra sét, một cái thì đẩy ra sét, một cái thì đẩy ra cái kia để đẩy lùi các bạn ạ. Ờ, hay phết nhở. Bây giờ thì mình sẽ chưa có được phòng rainbow đâu, bởi vì mình chưa có luck, chưa có đủ luck để ra được phòng rainbow. Con này đầu game thì các bạn sẽ có mấy giáp ấy nhỉ? Vừa nãy mình bảo mình có mấy giáp nhỉ? Quên rồi. Nhưng mà các bạn đầu game thì các bạn sẽ có giáp đấy. À, 5 cộng 5 lắc đi. Mình vẫn mua, nhưng mà lần này mình chơi thử cái có một cái nữa, có một cái vũ khí nữa mà nó cũng đây, nó là cái này là cái blade. Dark slide này thì cộng thêm một fork và cộng hút máu. Còn cái fork này thì sẽ được cộng dot. À, cộng thêm né tránh à. Cái này là làm chậm quái này, thử thêm cái găng tay này nữa đi. Cái bàn tay này xem nó như thế nào. Ui, ui, đẩy dã man thế. Ui, nhìn ảo nhờ. Ui, các bạn nhìn nó đẩy này. Ui, có những phát nó đẩy được 33 dam luôn đấy nhá. À không phải 33 đam đâu đâu mà nó mấy số 3 nó liền nhau đấy, cho nên mình nhìn nhầm đấy. Thế thực ra là cũng chỉ có 1 2 3 đam thôi. Ui, đẩy áo thật đấy. Đam theo kiểu fork à. 5 lắc nữa này. Cái này không có mini đam đúng không? Hồi máu à. Tầm này hồi máu bỏ đi, lấy 5 lắc đi. 5% đam đi. Mua thêm được một cái vũ khí nữa. Thử nhảy lên xem mua được cái vũ khí trắng không? À xanh không? Mua cái set này đi. Thế còn cái này thì sao ta? Cái set này thì đẩy lâu hơn này. Có lâu hơn. 15 chắc không đủ mua gì nữa đâu. Thôi, để sau đây. Cái này thì bị cái là nó đánh hơi chậm. Mấy cái găng tay này đánh hơi chậm. Bởi vì con nhân vật này nó bị trừ attack speed mà các bạn. Mà tốc độ chạy con này cũng chậm cơ. Ôi nhưng mà đánh sướng phết nhỉ. Đánh nhìn vi diệu phết. Ui, như kiểu mà trong mấy cái game kiếm hiệp mà hay kiểu dùng chưởng ấy các thứ ấy các bạn. Chơi mấy cái kiểu này như kiểu dùng chưởng ấy. Đánh sướng phết. Hay, được một hòn rainbow nhá, được một hòn rainbow nhá. Hòn rainbow này thì để xem lấy cái gì đây. Mình nghĩ là mình sẽ lấy may mắn đấy. Bởi vì mình không chơi đam ngắn, không chơi đam dài. Thì cộng 30 may mắn vào thì tức là đam của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Mà mình lại có cơ hội ra được nhiều hòm hơn. Tội gì mình không lấy đúng không? Rồi, ok. 30 may mắn là chắc. 8 Harvest, 3 Dot. 3 Dot là chắc luôn. Lấy thêm một cái vũ khí nữa. Không biết đủ mua cái tím chưa? Mình nghĩ là đủ mua cái tím rồi. Xem là mua được cái nào tím đây. À, chưa mua được cái tím. Cái tím mình thiếu 1 đồng. Ui, trời ơi, thiếu 1 đồng nữa không cho mua. Thế thì mua về mua cái xanh vậy. Cái xanh, nắm đấm lửa, mấy cái này thì có khi là không mua được. Mình nghĩ là phải mua cái này. 1,37 giây. Còn cái này là 0,9.
Ok, đầu tư đi. Xem nào, mình còn cái này nữa, mình không biết là nó đánh như thế nào này. Cái này có 40 đồng thôi, thì combine vào cái này, mua thử thêm cái này nữa, thử xem nó sẽ đánh như thế nào nhé các bạn nhé. Cái này là cái Yoda Ken này, không biết là nó sử dụng như thế nào đây. Ui, ui, chưa thấy cái kiến đánh nhỉ. Từ từ xem mấy cái này nào. Cái này thì là đam ngắn, đam ngắn và 25% đam có thể từ fork cũng được. Cái này thì là đam từ fork, cái này đam từ fork, cái này đam từ fork và đam từ nguyên tố. Còn cái này đam fork, này fork và nguyên tố, ok. Nói chung là mình cứ fork và nguyên tố này, mới lại thêm một chút mini đam, đam ngắn. Thêm được một hòm này. À, thêm được 2 hòm này. Có cảm giác là ít máu quá, không thì lấy thêm máu. Đẩy tốt, đẩy tốt, yên tâm, đẩy tốt. Đẩy, 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 giống nhất đây đây. Đấy, đẩy, 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 đẩy. Ui, hơi thiếu máu một chút. Hơi thiếu máu một chút. Hơi thiếu máu một chút thì có khả năng là mình sẽ lấy thêm bạch tuộc. Chắc chắn là bạch tuộc để tăng máu. Đâu rồi, bạch tuộc đâu? Bạch tuộc ơi, bạch tuộc ơi. Đây, bạch tuộc đây. Một con bạch tuộc. Đang bị trừ tốc chạy đi. Mình trừ thêm cho tốc chạy nhưng mà tăng thêm giáp. Lấy luôn cái Xenozelic này, sừng tê giác này, tăng lên. Cộng 3 đam nguyên tố nữa đi. 2 đam nguyên tố nữa. 106 đủ mua một cái vũ khí tím rồi. Chắc chắn là đủ mua vũ khí tím rồi. Mình sẽ mua cái nào tím đây bây giờ nhỉ? Cái này thì 1,54 giây phát. Này không phải 8 giây phát. Chính xác, chính xác. Này thêm được 100 đam. Cái này được cái này thêm 30 đam. Mình sẽ thử mua cái này đi. Nào, nào. Đấy, mua cái này tím thôi nào. Thử xem đánh như nào nào. Ui, ui, ui. Cái này mà có thêm tốc độ đánh nữa thì ngon này các bạn này. Mình sẽ lấy thêm cái áo choàng và cái áo hoodie các bạn nhé, để nâng tốc độ đánh cho con này. Chắc chắn con này phải thêm tốc độ đánh, đánh nó mới sướng được. Rồi, một hòm rainbow này. Mình cảm giác là mình đang hơi ít cây, có khả năng tí nữa mình sẽ lấy thêm cây để tăng khả năng ra hòm lên. Đang quay 6. Bây giờ có một hòm rainbow thôi. Cố gắng thêm một hòm rainbow nữa đi. Bắt đầu từ những quay này thì tạm thời có khi là mình vẫn phải lấy cây hoặc là lấy cây để cho nó tăng lượng cây lên đi. Còn từ quay sau thì có khi là lấy thêm tốc đánh. Cây này, 8 đam. 8 đam. Thay vì lấy 8 đam sao mình cũng lấy 6 đót. Tí nữa lấy áo choàng luôn, à lấy áo ti luôn. Đam thì chắc cũng không to được hơn đâu. 4 hồi máu. Được. 144 đồng, không biết mua được vũ khí legendary đâu. Nghĩ là không đấy. Mua được vũ khí tím thôi. Thì mua bán cái này đi. Mua cái này. Rồi, cái này thì màu trắng à. Chắc là mua cái màu trắng được để cho cái này lên xanh luôn. Ok, vừa đủ. Nào, vào quay 7. Cái con nhân vật này nó có cái tiếng kêu gì đó rất là kiểu đáng sợ nhá. Giống như kiểu con gì nó cầm gừ ở trong đêm, trong hang, kiểu kiểu vậy. Mà cái mod Taito này nó bao gồm mod Assassin này, mod X-Taitonian và mod Star Wars. Thì con nhân vật này ở trong cái mod Star Wars các bạn nhé. Cái mod Star Wars thì mình không biết cái đấy nó là phim hay là chuyện hay là cái gì đâu. Cho nên là mình cũng không am hiểu về mấy con kiểu này lắm, nhân vật này lắm. Ai mà biết thì có thể comment xuống phần bình luận để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Chứ còn mình là mình chịu á. Nhưng mà đẩy sướng này. Đẩy nhìn sướng dã man này. Có cái đẩy cái knockback nhìn sướng dã man các bạn ạ. Rồi, thêm được 2 hòm, vẫn đang hơi ít cây. Hay là do ít cây là có thể là do may mắn. À, ít hòm là có thể là do may mắn đấy. Lấy thêm 30 may mắn nữa chắc chắn là quay sau ra lắm hòm này. Ok. Từ từ. Tốc chạy 10 speed 45 range. Ok. Mình sẽ lấy thêm cây. Căn bản là bây giờ mình sẽ lấy thêm cây để cho ra hòm hơn, nhiều hòm hơn.
lấy thêm một hai cây đi, bởi vì đang trăm mấy tiền kia chắc là đủ mua mấy cái cây. Ok, 123 đồng để mua vũ khí tím. Còn ba cái set này vào. Mình sẽ mua cái đẩy đẩy, cái đẩy nhìn đẹp hơn ấy, chơi cái đẩy nhìn sướng hơn ấy. Cái đẩy đâu? À đây là item rồi, vũ khí cơ. Cái nào nhỉ? Cái nào nhỉ? Đây 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 đây. 110 đồng, thoải mái luôn. Ok, vào wave 8. Giờ chạy nhanh hơn được một xíu rồi. Ui, các bạn nhìn đẩy này. Ui đẩy này. Ui đẩy này, đẩy sướng dã man các bạn ạ. Mặc dù là quái nó không chết đâu nhưng mà đẩy sướng thực sự ấy. Ui đẩy này, các bạn nhìn đẩy này. Ê ơi đẩy này. Đẩy dã man thật. Đẩy sướng dã man ấy. Đẩy kinh khủng luôn này. Ok. Ra được lắm cây rồi này. Bắt đầu thấy nhiều nhiều cây rồi đấy. Này các bạn nhìn đẩy này. Ui đẩy sướng thật đấy. Có khi là mình chuyển hết sang chơi cái bàn tay đẩy đẩy này đi nhờ. Mình cảm giác chơi cái bàn tay đẩy đẩy này sướng này. 40 máu, có sợ vào này nó dồn chết không? Nếu sợ thì lấy thêm máu. Ôi 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 ôi. Được 3 hòm. 3 hòm là mình sẽ lấy thêm cánh để tăng tốc chạy lên. Mình đang cần tốc chạy để cho nó lỡ bị âm. Cánh đâu, cánh đâu? Cánh đây, cánh đây. À, mua thêm cái áo hoodie. Áo hoodie trừ 5 không, 10 lắc đi. Bán cái này đi. Mình sẽ mua cái này. Cái tay đẩy ấy. Chứ chơi mấy cái kia không vui. Chơi cái tay đẩy sướng hơn, quay 9. Chơi cái tay đẩy sướng hơn. Đam thì bé đấy nhưng mà chơi đẩy đẩy này sướng này. Còn cái set set kia thì phụ trợ để giết đẩy đẩy giết quái thôi. Còn chơi cái đẩy đẩy này sướng này. Ui ui ui. Ấy chơi cái đẩy này sướng này. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Rồi ok, ok. Ok. Được, nói chung là làm được. Thoải mái. Này đẩy này, đẩy này. Đẩy này. Ui đẩy bọn này không vào luôn mà. Đây là mình chưa có nhiều tốc độ đánh ấy nhá. Mình muốn thêm tốc độ đánh thì đẩy nó một xuống nữa. 80 lắc rồi, chẳng lẽ này không ra được mấy thêm mấy cái hòm. Ui sự đẩy này, ui sự đẩy này, ui sự đẩy này, ui sự đẩy này, ui sự đẩy này. Ê ôi đẩy dã man thật đấy, đẩy sướng thật đấy. Mặc dù quái nó hơi đông một chút. Bởi vì không có nhiều đam thì clear. Bây giờ muốn tăng đam thì mình có cách tăng đam nhanh nhất là cái nâng cái tốc chạy xong rồi lấy đam thôi. Nhưng mà mình sẽ lấy tốc đánh trước các bạn nhá. Tốc đánh trước là ngon nhất. Mình phải lấy thêm cái áo hoodie nữa. Áo hoodie. Đây thêm tí cái này đã, thêm tí máu. Thêm một áo hoodie, mẹ thêm một áo choàng. Tăng tốc đánh trước, còn tí nữa đam tăng sau. Ba fork này. Vũ khí từ từ, còn ba cái này vào. Cái này là gây đam đúng không? Bán cái này đi. Mua cái legendary này không biết có đủ tiền để mua thêm cái tím không. 240, 240 là còn 100 bao nhiêu? 125 à? Không. Thế thì mua cái tím đi. Mua cái đẩy, chơi full đẩy sướng hơn ấy. Mình cảm giác chơi cái đẩy sướng hơn ấy. 240 kia là bao nhiêu nhỉ? Vừa đây là mình bảo 240 đúng không nhỉ? Thử quay lại xem nào. Ở 240 vừa đủ luôn này. Được. Chỉ có một cái găng tay này là găng tay set thôi. Còn lại là full đẩy hết các bạn nhá. Nào, tiếp tục với wave 10. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi đẩy này. Xuống dã man, xuống dã man. Nào, như nào? Như nào? Lao vào đây. Như nào? Ui xồi. Thời điểm mình đăng cái video này hình như là cũng là 30 Tết rồi thì phải. Không biết là các bạn đang làm gì, đã ăn tất nhiên các thứ chưa thì có thể chia sẻ cho mình ở dưới phần comment được không? Còn mình thì chắc chắn là đang ăn tất nhiên ở quê rồi. Không biết là các bạn đi chơi Tết đến đâu rồi. Đã anh chàng nào có người yêu thì dẫn người đi chơi như thế nào rồi. Còn về quê thì đã đi thăm họ hàng các thứ như thế nào rồi.
hoặc là tết nhất đến đâu rồi, có thể chia sẻ cho mình và các bạn xem video ở dưới phần bình luận được không? Trời ơi, đẩy này sướng dã man, các bạn nhìn đẩy này, mặc dù đam không có nhiều nhá, đam rất là bé luôn, nhưng mà đẩy sướng cực. 4 hòm đây bây giờ nhá, đam đúng không, lấy thêm đam thì tức từ đơ tự nhiên đơ ạ. Bây giờ phải lấy thêm tốc chạy trước đã, xong rồi vẫn lấy đam được đấy, thêm tí tốc chạy này đã, xong bắt đầu lấy cái bật lửa để tăng đam. Rồi 9 tốc chạy nữa này đấy, xong bây giờ nhá, lấy thêm 230 này mình nghĩ là vẫn chưa đủ để mua cái vũ khí tím đâu, à vũ khí đỏ đâu. Đây này 254 cơ, chỉ mua được vũ khí tím thôi. Ai rồi ok, vào quay tiếp theo luôn đi. Ôi giờ được 8 đam này, vẫn hơi ít đam nhỉ, mới có 8 đam thôi. Tím lấy thêm tí đam nữa. Ui giời, nó đẩy này, ui đẩy này. À, thực sự ạ, đẩy kinh khủng luôn, đẩy dã man, đẩy. Ui giời đẩy này, dã man thế. Ui đẩy này, các bạn nhìn đẩy này, sướng dã man, đẩy con này sướng dã man ấy. Ui nhìn đẩy này, ê ôi, nhìn thích thực sự ấy. Ui, thôi, tầm này đẩy hết rồi. Không con nào chịu con được cái kiểu đẩy nữa rồi. 4 hòm này thì không biết lấy cái gì đây. Lấy thêm đam cho nó vui được. Đam thì lấy cái này. Lấy cái này là ngon nhất. Rồi, tăng thế đam thế đã. À, chính xác à? Không, mình sẽ lấy thêm tí máu đi. Vũ khí thì 279 này thì đủ mua cái legendary đấy. Mua cái legendary luôn. 267 combine mua. Ok. Nào quay 12 đánh nhiều quái này. Đứng nguyên một góc cho quái nó dồn vào, xong rồi mình đẩy cho nó xuống này. Các bạn nhìn này. Ui xôi đẩy này. Đẩy sướng dã man ạ. Đam mặc dù là không to đâu, đam cùi cùi lắm, nhưng mà đẩy nhìn sướng nhờ. Đẩy này, ui xui đẩy này. Ui. Các bạn nhìn đẩy này, ui. Đẩy sướng thật ý. Chơi đẩy như này sướng thật ý. Ui. Được nhá. Sao tự nhiên hôm nay mình lại chọn được cái găng tay chơi để đẩy như này sướng thế nhờ. Chơi vui thực sự á. Đấy. Rồi. Ok. Úi trời. Sướng thực sự ạ. Trôi sướng dã man. Ui. Phê. 3 hòm à. Lấy thêm một tí tốc chạy nhá. Xong bắt đầu mình lấy thêm tí knockback nữa. À không. Thế thì lấy knockback luôn đi. Lấy knockback từ cái 5 đấm boxing đi. Đây, boxing clover 12 agility, 2 giáp. Giáp tầm này chả cần nữa. Explosion đêm không cần nữa luôn. Hồi máu, làm tí hồi máu cho nó vui. Một cái găng tay set nữa. Thế thì thôi, mình sẽ bán cái găng tay set đi. Mình chơi full cái găng tay đẩy này luôn nhé các bạn nhé. Đẩy giống nhất đây luôn nhá. Ok, full 6 cái găng tay đẩy này. Cực kỳ thích luôn ấy. Mình cảm giác là thích cái găng tay này đấy. Đam thì không nhiều đâu, đam có mười mấy đam rồi. Kệ. Ui, nhưng mà đẩy sướng thật. Công nhận đẩy sướng thật. Các bạn nhìn nó đẩy này. Ê ôi, nhìn thích dã man ạ. Phải gọi là siêu cuốn luôn ý. Đợt trước mình có chơi full cái knockback rồi đấy, nhưng mà đẩy không sướng bằng cái này các bạn ạ. Cái này đẩy sướng hơn. Bởi vì cái này, cái lần trước là mình
mình nâng full đẩy lên, nhưng mà đợt đấy mình tăng quá hết các thứ nên là nó không tăng được đam nữa. Mình không tăng đam, nhưng mà này đam thì cũng có quá một xíu, cho nên là cũng có thể clear quái được. Mà quái lần này mình không tăng được nhiều, cho nên là nó không bị cái hiện tượng đơm lag, nên là cảm giác chơi nó thích hơn, xem nó thích hơn. Ui, nhìn xuống dã man này các bạn này. Ui, ui, mặc dù là không nhặt được tiền, bởi vì nếu như mà các bạn giết quái bằng cái knockback thì nó sẽ không rơi material cho các bạn đâu. Mình nhớ là nó không rơi được material mà. Crit này, thêm 5% crit nữa. 92 đồng thì mình nghĩ chả mua được cái gì đâu. Mua thử xem nào, sang item thôi, chứ tầm này súng nhất còn mua cái gì nữa. Ui, item xanh bây giờ còn không mua được cái gì các bạn ạ. Thôi, vào quay luôn. Nào, đẩy này. Ui, đẩy này. Đẩy một phát là bọn này xa tận chân trời luôn. Ui, xui đẩy. Ui, xui đẩy. Cái này không phải đẩy các bạn ạ. Cái này gọi là Kamezoko. Cái này người ta gọi là Kame22. Ui rồi đẩy này các bạn này. Ui, nhìn sướng dã man. Nhìn thích thực sự ạ. Ê ơi, nhìn đẩy đấy. Nhìn nó đẩy đấy. Nhìn thích thế. Nhìn sướng dã man. Đẩy, ok, ngon, vui. Đẩy được, đẩy hết con này luôn đấy chứ. Ui, đẩy xuống ra man. Đẩy thế này. Mấy hòm này à, lấy thêm tí knockback như thế này. Lấy thêm 3 knockback này. Item à, item bây giờ mình sẽ lấy cái gì ta? Lấy cái gì tăng 2-20 máu kìa. 12 đam và 5 speed không? 4 máu à? Không. Có khi là mình sẽ lấy cái gì để tăng tăng gì nhỉ? Tăng tầm đi. 195 tầm thì chẳng muốn tăng cái gì nữa ấy. Có khi lấy thêm quái thì thêm lấy con chuột đi. Đây. Chuột này. Ấy. Chuột cho nó vui. Thêm tí chuột nữa cho nó vui. Ui đẩy. Cho nhiều quái lên tí, thêm 2 con chuột. Thêm được mấy con quái. Đẩy cho nó vui. Ui xời, các bạn nhìn đẩy này. Đẩy một phát bọn này dồn hết về một góc luôn. Rồi, đẩy này. Ui xời. Cái này tiếc cái là mình không thể zoom to nhỏ map được. Mình không thể zoom cái tầm nhìn được, cho nên là mình không thể xem được cái toàn map được, là xem là cái này đẩy như thế nào. Nhưng mà mình cảm giác nó đang đẩy dã man quá. Đang đẩy kinh khủng ấy. Ui xời. Nhìn nó đẩy. Đẩy ra xa hết luôn à. Nhìn sướng dã man. Nhìn vui thực sự. Quái đúng kiểu chỉ bắn đạn thôi, chứ không thể tiếp cận được mình ấy. Nhìn ảo ma thực sự. Đẩy hết luôn. Không cho tiếp cận luôn. Đấy. Ui. K22 cơ mà. Bắn. Trời ơi. Siêu hay, siêu thú vị nhá. 15 lắc này. 45 rain này. 272 tiền. Biết mua cái gì luôn ý. Explosion. Trừ 4 dot. À trừ giáp. Trừ giáp mà tăng dot không. Mấy cái item này bây giờ cũng chả biết lấy cái gì cơ. 15 lắc. Cái này à. Cái này thì cộng knockback. Green. Lấy sờ nó gáo choàng đi. À nhầm, kéo hút đi. Tăng thêm tí tốc đánh. Đẩy cho nó sướng. Rồi giờ thì đẩy này. Ui xui đẩy này. Các bạn nhìn đẩy này. Đẩy con nào đi luôn con đấy. Không nói nhiều. Ui xui đẩy này. Ui xui đẩy này. Ui xui đẩy này. Đương nhiên là các bạn đẩy thì nó sẽ không có. Các bạn giết quá bằng knockback thì nó sẽ không rớt material các bạn nhá. Cho nên là chơi bằng giết quái bằng knockback là nó rất là ít material đấy. Ui, nhưng mà các bạn nên chơi thử con nhân vật này với cái vũ khí đẩy này các bạn ạ. Sướng vô cùng luôn. Cực kỳ sướng luôn. Này, nhìn các bạn đẩy này. Quái đúng kiểu chơi mà giết quái bằng knockback là quái bốc hơi luôn ý. Không để làm dấu vết gì luôn mà. Rồi rất là ít material.
tỷ lệ rơi được vào Zero là không có luôn. Ui mấy con này đẩy. Mấy con trâu đẩy dã man được. Bình thường các bạn mà chơi vũ khí khác là các bạn không đẩy được con trâu, mấy con to to này đâu nhá. Mà chơi cái găng tay, cái bàn tay này có thể đẩy được là siêu nhân thật sự đấy. Bởi vì cái knockback này trước mình chơi, theo mình nhớ là mình không thể đẩy được mấy con to, mấy con kiểu trâu trâu thế này, con trâu này, mấy cái con nâu nâu ấy. Còn mấy con kiểu ấy thì vẫn đẩy được. Mấy cái con quái con mấy lại mấy con gì nhỉ, mấy con bọc xương này vẫn đẩy được. Trừ 2 hút máu, 20 lắc, 6 dot. Được 100 lắc này, 100 lắc. Đấy, các bạn thấy đẩy mấy con này không? Đẩy dồn hết vào góc này. Ui, sự bắn trưởng này. Ui, dã man thật. Ảo ma thật ý. Bây giờ mà giảm đam đi, giảm đam đi mới vui này. Bây giờ giảm đam đi mới vui này. Ui. Đẩy hết vòng góc xong bắt đầu bắn. Ảo ma dã man. Các bạn nhìn vào góc này, góc phải này. Mấy con này bị dồn rồi. Đúng kiểu khổ luôn đấy. Con này lại trên góc trên này, góc trên này, góc trên này. Nhìn sướng sự ạ. Góc bên này sang góc, sang góc bên này nào. Để hết xuống góc dưới này, để hết xuống góc dưới này. Nào, bắt đầu này. Đấy. Ui xồi, các bạn nhìn này. Mới nhìn sướng dã man. Ảo thực sự đấy. Chơi kiểu này vui phết. Chơi kiểu này vui giờ phết đấy. Giảm đam xuống làm gì? Không giảm đam đâu. Giảm đam này đánh lâu lắm. Crit à? Crit chả cả. Trừ speed cộng 6 đam. Không. À, cộng 7 dot. Thêm phí quái. Đánh cho xuống. À, giảm giáp. Tăng crit. Được. Được. Nè, vào quay tiếp theo các bạn nhé. Đánh giết quái bằng knockback thì nó không có nhiều mật trivial nên nó chẳng cần phải mua đồ nữa. Mình chả nhất thiết mua đồ. Đây này, bình thường các bạn chơi các bạn không đẩy được mấy con này này. Mấy con nâu nâu này các bạn không đẩy đâu. Nhưng mà bây giờ mình lại đẩy được. Ê, mình siêu nhân. À, quên này có boss, quên này có boss. Quên này có boss mà đông quái quá nhở. Đông quái quá nhở. Ê, nhưng mà mình không bị mất máu là sao ta? À, những quái. Ui, bây giờ bắt đầu thấy mất máu này. Bây giờ bắt đầu thấy mất máu này. Ôi, có khi là máu hơi ít rồi đấy. Tí là phải xem chừng là phải thêm lên thêm máu đấy. Cái máu như này là không được. Ui, đẩy ra, đừng để cho chúng nó tiếp cận, đừng để cho chúng nó tiếp cận. Ui, mấy máu ạ. Ui, đau. Ui, 11 máu ạ. Đau. Thôi. Em xin các anh. Ôi, như là giết được con boss chưa nhỉ? Mình không để ý là giết được con boss chưa nữa. Chưa giết được boss thì phải. Lấy thêm tí máu đi. Em đang máu là hơi đuối đấy. Máu hơi đuối thì lấy thêm máu. Ngại gì vết bẩn. Đây, lấy thêm máu đây. 8 máu không ngon. 8 máu với 3 hồi máu còn gì? Không ngon. Đây, lấy cái này. 6 máu, 2 máu nhưng mà không bị trừ đi đam. Được. Lấy thêm tí knockback không? Knockback thôi. Cần gì knockback? 300 tiền à? 300 tiền để mua thử item legendary, mua được cái gì không nào? Mua thử cái hồi máu đi nhỉ? Medkit này. Đấy. Thêm tí hồi máu nữa cho nó vui. V19 đánh thử nào. Ui xổi giờ thì Kami22 phát là bọn này đi hết luôn này. Ui giời. Sao mà đỡ lại được. Ui giời. Đẩy hết. Đẩy sạch. Đẩy. Bây giờ vừa thêm tích thêm ít máu rồi nên là tự tin hơn vừa nãy. Vừa nãy thì có 60 máu thôi, bây giờ thì gần 100 máu rồi nên là tự tin hơn là không bị quá nó sốc chết. Đấy, rồi xong. Trời, mấy con này không tiếp cận được mình luôn này. Mấy con trâu này còn bị mình đẩy cho dồn vào góc cơ. Này các bạn nhìn mình dồn vào góc mình đẩy này. Úi giời. Nhất ở dưới này này. Mình đẩy hết xuống góc xong bắt đầu mình giết này. Giết bằng cái knockback thì nó sẽ không có material.
Nhưng mà không có đỡ phải mua nhiều. Knockback, full knockback này. Lấy tí đam cho clear quái nhanh nhanh hơn tí nhỉ. Chứ ít đam này clear quái nó lâu. Đây, lấy thêm bật lửa. Một fork nữa này. Thêm cái bật lửa đi. Chắc là đổi tiền mua bật lửa mà, thoải mái. Đường này tiền chẳng lẽ không đủ. Đâu anh nhỉ? Đây, 164 vừa đủ luôn. Ok, V20 đánh boss nào. 2 con boss ở đây. Các bạn nhìn đẩy mình đứng đẩy boss này. Ô, hình như không đẩy được boss đúng không? Không đẩy được boss đâu. Nhưng mà đánh knockback được boss đấy. Thoải mái, yên tâm. Chạy được. Cân con này thoải mái luôn. Đam không có nhiều nhưng mà thoải mái đánh. Tự tin là đánh được. Hồi 3 máu 1 giây cơ mà. Chưa kể là có hút máu. Ôi trời, mấy con quái này thì mình đẩy một phát là ra hết ngoài rồi. Để yên cho tao solo với hai đại ca của chúng mày. Đứng im đấy. Đứng đẩy hết ra ngoài đi. Để tao solo hai đại ca của chúng mày. Chứ còn chúng mày không đủ tuổi nữa rồi. Giờ tao chỉ solo với hai đại ca của chúng mày thôi. Đam béo quá. Đánh mãi còn chết các bạn ơi. Thảo thật. Đẩy hết mấy con quái con ra ngoài. Đẩy hết. Tầm này chỉ solo với hai con boss thôi. Ui, đánh mãi mới được nửa máu của chúng nó. Lâu thế. Lâu thế nhỉ. Ui cẩn thận nhá. Quả này nó dồn vào mình là mình cũng đi đấy. Mất mỗi lần là 16 máu cơ. Đau lắm đấy. Mỗi lần nó chạm là 16 máu cơ. Ui gần hết giờ rồi. Nhưng mà vẫn không giết được hai con này các bạn ơi. Đam béo quá không giết được. Nhưng mà đẩy kìa. Đẩy nhìn dã man thật, tàn bạo thật. Ôi ôi. Đinh. Cuối cùng thắng. Ảo thật. Chơi không giết ra hai con boss nhưng mà. Nhưng mà trâu bò. Trâu bò chứ mà không chết. Có hồi máu nữa, có hút máu nữa. Xong mà đẩy mới hết mấy bọn quái con ra nó ra ngoài. Nên nó không thể dồn mình được. Rất là điêu nhá. Chơi kiểu con tay này rất là ảo ma con Dada luôn. Đam có 42 đam ạ. Crit lên được gần trăm đam. Thì ok, đây cũng là video cuối cùng trong năm dương án âm lịch rồi. Thì mình xin gửi chúc Tết tới tất cả mọi người đã theo dõi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhá. Chúc các bạn có một mâm cơm tất niên thật là ấm cúng bên gia đình và những người yêu thương. Cũng như là chuẩn bị đón giao thừa và chuẩn bị chào đón một năm mới 2023 thật là bùng lỏ nhá. Và tiếp tục ủng hộ mình trong những thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay và đương nhiên đừng quên để lại một like và một subscribe kênh. Bye bye mọi người. See you again later. Happy New Year.